Dạ vâng, cả nông nghiệp công Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một máy cưa hệ cưa gia đình các bác nhé, Estin 170C, hàng siêu VIP siêu hiếm luôn các bác ạ. Con này thì cửa hàng chúng em ra tận xưởng để tuyển lựa các bác nhé. Đây là cho các bác xem qua một cái máy này, cực kỳ VIP luôn các bác nhá. Cây lạp nó quá chất lượng rồi các bác, sưu tầm cực kỳ đẹp. Hai ốc làm sáng keng xè beng luôn các bác nhá, vặn trực tiếp bằng khóa 19. Tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản. Con này thì cả chúng em vừa mới dọn rửa xong, đẹp nhức nách luôn. Quay lên cho các bác xem qua để cho các bác trải nghiệm cây máy này các bác nhá. Ốc kia của nó này các bác còn trắng phau luôn các bác ơi. Đó, tổng thể cây máy này quá chất lượng luôn các bác nhá. Cây làm thì cực kỳ VIP luôn rồi. Rồi cái phần bô này thì nó thấy thôi, nó hơi bị bạc phai phai màu tí. Nếu mà các bác muốn nhu cầu cần đẹp hơn, cả chúng em sẽ tháo ra cái phần bô này trà cho các bác, thì bao cho các bác là đẹp nhức nách luôn. Tình trạng cực kỳ VIP, còn nguyên zin nguyên bản của nó như thế nào thì cả chúng em để yên như vậy để quay cho các bác xem qua đã. Không ấy, các bác nào mà ưng ý con này rồi thì muốn đặt hàng con này thì anh nhấc máy ngay và liên hệ cho cả chúng em nha. Lâu lâu mới có được một cây đẹp với chất lượng như thế này thôi. Con này thì tích hợp hẳn là chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Máy móc nguyên zin nguyên bản, nòng lửa nguyên zin, điện đóm nguyên zin, bình xăng nguyên zin. Đảm bảo cho các bác là máy móc không bung chạm máy móc các bác nhá. Cam kết cho các bác luôn. Các bác nào mà theo dõi video, xem video mà thấy mà linh kiện nào, một linh kiện nào mà đã thay thế cả, chúng em xin phép tặng luôn cho các bác cây máy đấy. Đây các bác ạ. Vỏ viết nguyên zin của nó các bác nhá, cực kỳ đẹp đúng không ạ? Quá chất lượng luôn. Tem mác này, hướng dẫn thông số sử dụng của nó thì còn y nguyên luôn các bác nhá. Máy móc siêu VIP thắng xích sử dụng đầy đủ. Một chiếc máy siêu VIP. Và trong video ngày hôm nay thì cả chúng em này, con này thì cả cũng báo cáo với các bác là vừa mới dọn rửa xong, chưa kịp test nổ lại. Thì các bác nào mà muốn nghe tiếng test nổ cây máy này thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em nhé. Cửa hàng chúng em sẽ gửi video test nổ riêng. Còn con này vừa mới dọn rửa xong thì đẹp nhức nách quá. Quay cho các bác xem qua luôn. Không thì trời nó tối mất thì nó lại không lên kịp video. Để cho các bác nào mà muốn đặt hàng thì xem video ưng ý thì đặt luôn. Một con này thì các bác không phải chê điểm gì luôn ạ. Máy móc từ tiếng nổ của máy này cho đến máy móc đảm bảo cho các bác là cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Quá VIP luôn ạ. Một con máy lâu lâu mới có được một cây VIP như thế này thôi. Về đảm bảo cho các bác là sử dụng thì không phải lan tan gì cả. Về để trưng bày cũng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Một hệ hàng bãi Đức, nguyên zin nguyên bản. Nhập về lâu lâu mới có được một cây VIP chất lượng như thế này thôi các bác nhá. Con này thì nói chung là để mà lấy hàng thì rất là khó được những cái hàng như thế này luôn. Cửa hàng chúng em phải đích thị đất tận tay, phải đi ra ngoài kho lựa từng con một. Nên là cam kết cho các bác là máy móc nào cũng cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Nên là các bác hãy cần những dòng máy mà VIP chất lượng thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. Hoặc là các bác bấm đăng ký kênh để theo dõi cửa hàng chúng em, thì cửa hàng chúng em sẽ lên video dần dần nhé. Có những hàng đẹp, hàng như thế nào thì cửa hàng chúng em lên video. Các bác xem video, tham khảo, ưng ý thì liên hệ cho cửa hàng chúng em để ủng hộ cho cửa hàng chúng em các bác nhé. Con máy cưa siêu VIP chất lượng, đúng không ạ? Đó, chẳng có gì để nói cả, bởi vì hệ này nó siêu siêu nổi tiếng rồi. Linh kiện thì cũng rất là nhiều. Đó, nòng của con này là 37 ly các bác nhé. Nòng 37 ly, một chiếc máy cưa siêu siêu VIP. Rồi các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.